Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị anh chị em trở lại với kênh YouTube đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang. À, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời các bác ạ. Hôm nay là 26 Tết, em sáng đang có mặt tại Bình Dương à, để giới thiệu tới các bác một mẫu sọc ba thành kiểu Long Trinh Châu rất tuyệt vời bởi vì đây là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên nền tảng đó là chất liệu gỗ gụ lào như được cơ sở đồ gỗ sáng trang hoàn thiện cực kỳ đẹp. Ở cái mẫu sọc này em sáng rất vinh dự và tự hào À, đi từ Bắc Ninh vào tận trong uh, Sài Gòn Gặp gỡ những anh khách hàng tuyệt vời của em sáng Ở quận 6, uh, quận 4, rồi thì các uh, uh, quận lân cận Và chiều nay em sáng có mặt ở Bình Dương Để ra một mẫu sập áp tải Quá tuyệt vời, bỏ hạnh phúc Và thay mặt uh, những cái chân, tấm chân tình Em sáng xin chúc uh, các anh trai Đặc biệt những vị khách tuyệt vời này của em sáng Có một sức khỏe dồi dào uh, Toàn thể gia đình mạnh khỏe Và phát tải phát lọc các bác ạ đây là một không gian nội thất vô cùng tuyệt vời, rất vinh dự bởi những cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được cơ sở đồ gỗ sáng trang làm, được rất nhiều quý vị anh chị em cả nước yêu thương đón nhận. À, đến với đồ gỗ sáng trang, các bác sẽ cảm cảm nhận trải nghiệm rất nhiều các sản phẩm nội thất cao cấp. À, đặc biệt những bộ sập ba thành này được cơ sở đồ gỗ sáng trang khắc họa à, trên phong cách nội thất của Trung Hoa, các bác ạ. Các bác hình dung này à, với những cái mảng mà màu nội thất để tạo nên dòng sản phẩm đẹp tuyệt vời, thì à, em sáng xin thưa quý vị anh chị em là những người như đồ cụ sáng trang cực kỳ kỹ tính các bác ạ em sáng kỹ tính từ khi nguyên liệu đầu vào mua gỗ pha phôi và trước khi mua gỗ pha phôi thì chúng ta phải lên được một cái bản vẽ setup hoàn chỉnh các bác thấy này một không gian rất tuyệt vời các bác nhớ thì em sáng chia sẻ tới quý vị anh chị em với một kích thước à, tiêu chuẩn à, chiều dài là 2m08 chiều sâu của sập là 1m08 sập ba thành kiểu long tranh châu này có gọi một bức tranh kiểu long tranh châu à, đục tứ bè các bác ạ đục tứ bè các bác có thể trải nghiệm anh trai có thể đi lại từ từ để quý vị anh chị em cảm nhận được hết cái chiều sâu của sản phẩm đó anh trai quay bên này cho em đi sang bên này đó anh quay từ trái sang phải đi hết cả vào bên họ đây các bác ạ à, đi từ 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 để quý vị anh chạm quý vị các bạn chạm được cái tính nghệ thuật mà em sáng đưa vào dòng sản phẩm cao cấp này đó các thế thấy này tông màu đó tông màu này là tông màu em sáng gọi là tông màu à, hơi có tí ánh hồng của đỏ các bạn nhé đó nhưng mà vô cùng tuyệt vời đó anh trai đi thẳng vào sông trong đây quay luôn bên đằng hậu đằng sau để quý vị anh, anh chị em mình cảm nhận đó anh ra dí sát vào những cái khu vực này đó cái chân này các bác này đó cái chân này Đấy, cái chân này cái yếm này các bác thấy cảm nhận đằng sau luôn đẹp không ạ Đấy, hoàn thiện cực kỳ kỹ luôn các bác nhé em sáng chia sẻ rất nhiều từ khi mua gỗ pha phôi rồi anh trai tiếp theo đi đó đi để quý vị anh chị em mình cảm nhận những cái uh, lỗ lực của đồ gỗ sáng trang trong năm 2023 uh, và mong muốn truyền tải những tác phẩm nghệ thuật uh, đồ gỗ tuyệt vời À, em sáng có sinh ra và lớn lên tại khu vực làng nghề đồ gỗ à, kim tiều hương mạc phù khê từ sơn bắc Linh các bác ạ và cái mong muốn của em sáng đó là những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này em sáng làm cho rất nhiều những ông chủ người trung quốc các bác nhé đó và cái mong muốn truyền tải những tác phẩm đẹp phục vụ quý vị anh chị em trong nước của mình các bác nhé sản phẩm thì được cơ sở đồ gỗ sáng trang làm trên nền tảng đó là hàng tháo lắp các bác ạ Đấy, cái quá trình em sáng tháo từng cái bộ phận từ cái chân này các bạn này đó từ cái chân cái yếm cái cổ khung tranh rồi đây là cái tay và giữa là cái vách các bác ạ, à, em sáng tháo hết và em sáng vừa ráp lại của nhà khách hàng của mình các bác ạ, em sáng vừa ráp xong và em sáng cũng xin phép anh trai là cho em quay một cái video để giới thiệu những cái sản phẩm đẹp tuyệt vời, à, rất mong những cái sản phẩm này được quý vị anh chị em mình đón nhận và đặc biệt năm tới là năm à, 2024 là năm con rồng với tác phẩm nghệ thuật này em sáng nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm à, làm tiền đề trong một năm mới, nếu quý vị anh chị em nào có duyên cảm thấy nhã hí có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555 gặp em sáng để tư vấn vào báo giá tận xương những tác phẩm nghệ thuật để đời này quý vị anh chị em ạ đó cùng các chất liệu khác nhau em sáng sẽ tạo ra những dấu ấn khác nhau quý vị anh chị em ạ quý vị anh chị em yên tâm ở chỗ là gì đến với đồ gỗ sáng trang những sản phẩm như thế này à, sẽ là những cái sản phẩm hàng limited em sáng à, chia sẻ với quý vị anh chị em thế tất nhiên có thể khách này khách kia thích mẫu sập này như em sáng kiểu gì em sáng cũng phải làm nó khác đi một chút để khi mà quý vị anh chị em sử dụng sản phẩm các bác có thể cảm nhận được cái sản phẩm của mình nó không phải là cái sản phẩm mà ai cũng có thể có được các bác ạ cùng là một mẫu sập này như chỉ cần cách điệu đi một chút thôi thì sản phẩm nó sẽ ở một cái tầm khác các bác ạ thế nên ăn sáng muốn chia sẻ tới mọi người là gì à, đồ gỗ là một trong những mảng màu nghệ thuật vô cùng uh, phong phú không phải ai có thể chạm tới được các bác ạ các bác cảm nhận được cái chiều sâu sản phẩm chưa ạ? Ở mẫu sập này thì các bác có thể set up những cái căn phòng nội nội thất sau. Thứ nhất, các bác có thể set up ở phòng khách cũng được các bác nhé. Ở phòng khách. Đó, anh sẽ cứ đi lại từ từ. Thoải mái đi lại từ từ để quý vị anh chị em cảm nhận cảm nhận này. Mình có thể set up, bắt ở phòng khách này. Đấy, các bác kê như thế này. Hoặc là các bác có thể kê những cái lục bình hai bên. Các bác đằng sau các bác có thể chơi những cái tranh vô cùng tuyệt vời đó nó sẽ làm tôn lên tôn vinh được cái giá trị sản phẩm sang trọng uh, cho cái căn phòng các bác ạ và đặc biệt uh, cái mẫu sập này các bác có thể setup phòng trà cũng được các bác ạ phòng trà vô cùng tuyệt vời đó ngồi đây uống trà uh, thẩm tra đó chúng ta có thể uh, bàn bạc những câu chuyện tuyệt vời ở những sản phẩm đồ gỗ cao cấp cái thứ ba các bác có thể setup ở phòng làm việc đó và cái thứ tư thậm chí đây có thể là một cái sản phẩm mà em sáng nghĩ công năng nó rất lớn các bác có thể nghỉ ngơi được bởi vì ở cái mẫu sập này có chiều sâu là một m linh tám hai m linh tám các bác có thể nằm thoải mái luôn các bác nhé nằm thoải mái luôn nó thay một chiếc giường tại sao nó gọi là sập ba thành các bác ạ bởi vì thứ nhất à, theo truyền thống nội thất trung hoa thì cái sập ba thành là một trong những mẫu sập gần như tiêu biểu các bác xem rất nhiều các bộ phim đúng không ạ các bộ phim của trung hoa thì các bác biết là những mẫu sập như thế này À, thường thường các bác sẽ bắt gặp ở những cái à, ngôi nhà những cái biệt thự những cái biệt phủ lớn của quan lại Trung Quốc ngày xưa và đây là một cái sản phẩm em sáng khắc họa trên nền tảng đó là mang âm hưởng nội thất Trung Hoa và mẫu sập kiểu long tranh châu này là một trong những mẫu sập của vua chúa Càn Long ngày xưa rất vinh dự và tự hào thay mặt tất cả những cái nỗ lực của các cộng tác những anh em thợ thuyền của vụ sang trang à, hôm nay sản phẩm đã hoàn thành và mong muốn những sản phẩm tuyệt vời như này sẽ là một năm vô cùng tuyệt vời cho đồng hộ sang Trang. Xin chúc tất cả mọi người, những anh chị em quý vị một năm qua đã luôn tin tưởng đồng hành cùng đồng hộ sang Trang. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.